Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tư vấn sản phẩm hệ thống siêu thị điện máy MediaMart ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày nay đối với người tiêu dùng thì việc mua một chiếc TV không đơn thuần chỉ để xem phim và giải trí nữa, mà chiếc TV đã dần trở thành một vật dụng để trang trí cho nhà cửa trở nên sang trọng và bắt mắt hơn. Đối với người tiêu dùng thì việc lựa chọn một chiếc TV phù hợp với căn phòng và có kiểu dáng bắt mắt sang trọng đã trở thành ưu tiên hàng đầu đối với mọi người tiêu dùng. Với nhiều ưu điểm vượt trội, phù hợp với nhiều phân khúc thì chiếc TV Samsung 4K 49 inch đã chiếm được một cảm tình của lượng lớn người tiêu dùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm chiếc TV Samsung QLED có mã sản phẩm là 49Q65R các bạn nhé. TV ngay bên cạnh ánh ống đây của dòng TV QLED cao cấp của hãng Samsung với thiết kế đơn giản nhưng hiện đại, phù hợp với không gian phòng khách nhà bạn. Chiếc TV này có chân đế dạng chữ V ngược chắc chắn, đứng vững trên mọi mặt phẳng. Ngoài ra, viền màn hình cực mỏng giúp bạn mở rộng khung hình. Đây là chiếc TV được hãng trang bị cho màn hình chấm lượng tử giúp cho độ sáng cao. Ngoài ra còn có khả năng tái tạo 100% giải sắc màu giúp cho chất lượng hiển thị gần với màu thực tế nhất và mang lại cảm giác ấn tượng về hình ảnh cho người xem. Độ phân giải 4K cực kỳ sắc nét như quý vị và các bạn có thể thấy ở đây. Độ sâu và độ sáng của màu trắng và màu đen được thể hiện chi tiết hơn. Chiếc Smart TV Samsung 49Q65R được trang bị công nghệ Wide Viewing Angle với góc nhìn rộng và bạn có thể xem được hình ảnh bao quát hơn bao giờ hết. Samsung tích hợp bộ xử lý Quantum 4K mạnh mẽ giúp chiếc TV có thể tối ưu và nâng cấp độ nét hình ảnh, tự động điều chỉnh ánh sáng và âm thanh. Chế độ Ambient Mode giúp chiếc TV không còn màn hình đèn nhàm chán, biến chiếc TV QLED trở thành một tác phẩm nghệ thuật với rất nhiều chế độ hiển thị chơi như trang trí, thể hiện thông tin, thể hiện hình ảnh, thể hiện các tác phẩm nghệ thuật. Đối với một chiếc TV thì bộ phận loa là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, sản phẩm này đã được Samsung tích hợp công nghệ Dolby Digital Plus kết hợp với hai loa và tổng công suất là 60W. Người nghe cảm nhận âm thanh phát ra từ nhiều hướng khác nhau, bao trùm cả không gian nhà bạn, mang đến bạn trải nghiệm âm thanh vòm sống động, có cảm giác như đang ngồi trực tiếp tại rạp hát. Hệ điều hành Tizen được tích hợp trên Smart TV Samsung, dễ dàng điều khiển, giao diện đơn giản, đi kèm rất nhiều ứng dụng giải trí quen thuộc như FPT Play, Netflix, YouTube. Ngoài ra còn tích hợp iTunes Movie với hàng ngàn phim bản quyền chất lượng cao. Orimos có hỗ trợ tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt trên ứng dụng YouTube, điều khiển nhiều thiết bị cùng một lúc. Với Skin Mirroring, bạn hoàn toàn có thể chiếu màn hình điện thoại TV một cách tiện lợi để xem các nội dung trên màn hình lớn. Lưu ý, ứng dụng chỉ hoạt động được trên một số điện thoại sử dụng hệ điều hành Android thôi nhé. Hoặc bạn cũng có thể điều khiển TV bằng điện thoại thông minh qua ứng dụng SmartThings cũng rất dễ dàng. Theo như anh Ngọc nhận thấy thì đây là sản phẩm thuộc dòng TV QLED cao cấp của hãng Samsung với thiết kế đơn giản nhưng hiện đại, làm nổi bật được vẻ đẹp của chiếc TV khi đặt trong phòng khách nhà bạn. Với mức giá chỉ 23.900.000 đồng, sản phẩm đã được bày bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart, được bảo hành lên đến 36 tháng và nhận ưu đãi lên đến 11 triệu đồng. Chi tiết sản phẩm và những khuyến mại đi kèm chúng tôi sẽ cập nhật ở đường link phía dưới video này. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart ngày hôm nay. Nếu quý vị và các bạn cần tư vấn hay có thắc mắc gì thêm, vui lòng truy cập vào website mediamart.vn, thế giới điện máy.com hoặc gọi đến đường dây hotline 1900 6788 để biết thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.